Xin chào tất cả các bạn. Lâu rồi thì mình không làm clip về tiếng Pháp. Thì cảm ơn các bạn đã luôn luôn ủng hộ mình. Chắc chắn nếu các bạn xem clip này thì các bạn vẫn ủng hộ mình. Có thể là các bạn mới biết mình, hoặc có thể là biết mình từ cái kênh tiếng Pháp cho người bắt đầu cũ, hoặc có thể là học viên cũ của mình. Thì hiện tại mình đã ngưng dạy rồi bởi vì là mình đang đi làm ở nước ngoài. Nhưng mà vì là cái nhiệm vụ của mình là phải truyền tải cho tất cả mọi người cái thứ ngôn ngữ rất là hay này. Bởi vì mình được đào tạo từ nhỏ, mình học lớp song ngữ tiếng Pháp nên là mình vẫn làm hoàn toàn là truyền tải cho mọi người để mọi người biết thêm thôi. Mình định làm cái livestream và mình sẽ cố gắng là sẽ có một livestream đều đặn cho mọi người. Nhưng mà hôm nay mới là lần đầu nên mình thử test, mình thử làm clip trước. Ở đây các bạn sẽ thấy đấy là kênh của mình. Đây, đây cái fanpage, nếu các bạn chưa biết thì cũng có thể like ở đây nhá. Ở cái góc bên phải này bên dưới có màu xanh ấy thì mình sẽ để hướng dẫn mọi người nếu như viết chữ vào ấy. Đó, viết chữ vào cho mọi người rõ. Thì hôm nay mình nhanh thôi, mình sẽ làm cho mọi người một clip về học Duolingo dành cho người chưa biết tí gì hết về tiếng Pháp nhá. Duolingo, đầu tiên các bạn search Duolingo. Chắc là không phải giới thiệu thì mọi người cũng biết Duolingo là một cái ứng dụng, một cái app học tiếng. Các bạn có thể tải app về. Rất là gọi là các bạn nên để tiếng Anh nhé, để tiếng Anh thì mới có học tiếng Pháp, để tiếng Việt thì chỉ có học tiếng Anh thôi. Đó, thì ok các bạn chọn tiếng Anh rồi nhá. Bắt đầu nào, start bắt đầu. Ở đây mình cũng đang học một khóa về tiếng Tây Ban Nha. Hola. Đó rất là hay, gracias. Học được rất là nhiều rồi. Ở đây thì số lượng người học tiếng Tây Ban Nha rất là cao. Đây tiếng Anh thì có hỗ trợ các tiếng này để mọi người học. Nhưng mà mình chỉ tập trung vào tiếng French và tiếng Français chúng ta sẽ học nhá. Ok, đây là mục đích của việc học tập mọi người. Học cái Duolingo này thì mọi người hãy chú ý là mọi người cũng phải biết cơ bản về tiếng Anh nhá, chỉ cần cơ bản thôi. Ở đây là mục đích của mọi người. Tại sao đã học ngôn ngữ này thì nó sẽ cho một cái lựa chọn học tập nó chuẩn nhất, sát nhất. Thì đại khái là chúng ta hay đi để học tập đúng không? Nhưng mà mình nghĩ là ấn vào cái travel này này là để đi du lịch thì nó sẽ rộng hơn, sẽ giao tiếp được nhiều hơn. Ở đây các bạn chọn mục tiêu của mình. Thì các bạn nếu như mà không có thời gian hoặc là lười thì chọn thử cái này. Sau đó nếu trung bình thì chọn này là nó sẽ có các bài học dài hơn và khó hơn. Mỗi bài học sẽ dài hơn và khó hơn một chút. Serious, học tập nghiêm túc và học tập chăm chỉ chuyên cần đây. Thì mình học cái khóa Tây Ban Nha của mình thì mình cũng để 20 phút mỗi ngày, nó cũng nhanh thôi mà. Nó là 20 phút nhưng mà nếu như mai sau mọi người quen rồi thì hoàn thành nó rất là nhanh. Thì mỗi một ngày nó sẽ gọi là sao nhỉ? Cho mọi người gửi vào email của mọi người và thúc đẩy mọi người học và học phải đủ cái experience, tức là cái đủ cái số lượng sao, số lượng kinh nghiệm thì nó mới cho mọi người dừng cái hôm đấy. Thì mình cứ chọn là 20 phút nhá. Học phải nghiêm túc chứ anh em. Ồ. Ok, ở đây là các bạn phải tạo một cái tài khoản ở đây thì nó có thể kết nối được với Google hoặc là kết nối được với Facebook. Thì chúng ta thử kết nối Facebook nhá. Mình sợ là mình cũng đã có ấy rồi. Có cái tài khoản rồi, hy vọng là chưa. Ok, nó hỏi anh có hỏi mọi người ở giao diện ở trên điện thoại thì cũng vậy thôi nhá. Nó hỏi đấy là đây là lần đầu bạn học tiếng Pháp hay là bạn đã biết một chút rồi, thì đương nhiên chúng ta hướng đến tiếng Pháp cho người bắt đầu mà. Họ phải nói chúng ta sẽ chọn. Ở đây bắt đầu nhá. Which one of these is a boy? Các bạn phải biết sơ qua một chút từ tiếng Anh nhá. Đấy là cậu bé đúng không? Cậu bé thì hoàn toàn ở đây mọi người có thể biết được cậu bé là cái hình thứ ba. Có đúng không nhỉ? Nếu các bạn ấn vào thì nó sẽ phát âm cho mọi người nhá. Le garçon. Đó, thì ok, ấn vào những cái khác mà các bạn ấn chưa ấn vào chữ check này. L'homme. Đó, thì nó cũng sẽ phát âm. Le chat. Nó chưa tính điểm cho mọi người. Thế đây mình phân tích một chút, đấy là mọi người nhìn vào hình ảnh. Không cần phải quan tâm đến cái chữ bên dưới này. Chữ bên dưới này thì nó là boy, là garçon. Đúng không mọi người? Thì ở đây thì mình có thể chỉ mọi người cái này một chút, đấy là những cái chữ lơ,
cái chữ la hoặc là chữ cái l phẩy ở phía trước thì nó là cái mạo từ mọi người nhá, nó là cái mạo từ xác định, tức là cái vật chủ đó, cái danh từ đó là mình đã được nhắc tới từ trước đó rồi, nó sẽ xác định. Thì những cái đằng trước này thì để thể hiện là cái vật đấy là đã được nhắc tới trước hay chưa, và giống được giống cái. Mọi người nhớ là như thế, lơ thì là giống được, cái này thì để nói sau, nhưng mà mọi người tập trung vào chữ garçon. Garçon là cậu bé nhá, garçon cậu bé. Le garçon. Ở đây có một chữ C, có một dấu móc một chút, thì mọi người cứ phát âm là như chữ C bình thường. Mọi người cùng phát âm nhá. L'homme. Le garçon. Le garçon. Garçon. Mọi người thấy chữ AR ở đây là A, đây là gác. Ở đây là chữ như kiểu chữ X nhưng mà dài hơn một chút, và đây là âm mũi, âm ông dài ra. Các bạn có chữ ông, không phải không có gác sông đâu nhá. Đừng đọc như vậy. Mai cho quen khó sửa lắm. Các bạn nói cái tự âm ông dài ra và không nói bật thành hơi, mà như kiểu như đẩy ra từ mũi ấy, nó sẽ rất là dài. Gác sùng, nó dài ra, gác sùng. Le gác sùng, cậu bé. L'homme. L'homme. Le chat. Chúng ta Le cứ tập garçon. trung vào cái này nhá. L'homme. Le garçon. Ok, chính xác. Ở đây nó đã đúng rồi. Biết là con mèo. Con mèo là Le chat. le chat, hoặc là le chat. Ở đây là âm tiếng Pháp, nó kéo dài ra nên nó sẽ có một chút dấu huyền. Tuy nhiên thì chỉ cần đọc là chat là ok rồi. Vậy thì nó ở đây nó kiểu bè ra thì nó sẽ là le chat. Nó kiểu à ra nhưng mà thời gian nó âm a thôi. Le chat trong phiên âm chỉ là âm a nhé. Đây chúng ta cùng nghe lại con mèo nhé. Mình phải kích ra cái còn lại để mới ấn vào đây nó mới kêu được. Le chat. Đó, chắc các bạn cũng nghe rõ đúng không? Le chat. Đó thì các bạn sẽ thấy nó khá là giống với từ vựng của tiếng Anh. Thêm một chữ H thôi, và âm ở đây chúng ta hay đọc là chat hoặc là cha, là bị sai vì là trong cái này không phải là âm chờ mà là âm sờ. Âm sờ. Âm sờ. Nếu như mà viết nguyên âm ấy thì nó sẽ kiểu như này. Đó. Khó cho các bạn biết đúng không? Le chat. À, đối với cả cái này thì các bạn nên nên dùng với lại là một cái từ điển là Collin Dictionary, hai chữ L, Collin. Hồi xưa học viên của mình hay nói cho mình là Collin Dictionary. Thì bởi vì là cái này nó sẽ có tiếng Pháp và nó có phiên âm cho mọi người sẽ rõ hơn. Sha. Đó, sha. Đây là âm sờ này. Mọi người có thể nhìn rõ vào đây hơn. Sha. Chat. Đây chat đây là động từ rồi. Không phải, không phải. Sha. Đây chat đây động từ mọi người nhá. Ủa? Cat. Đây mọi người, đây mới là âm sha nhé. Mọi người chọn ở đây là French English để phát âm thôi, không cần dịch. Đây chính là cái âm này này. Cái âm này vượt lại nó vẫn đấy. Nhưng mà cái chữ kia trong tiếng Pháp nó là không phải mọi người nhé. Đây, không phải chat t đâu mà đây là sh. Sha. 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 Ở đây là word frequency, là những cái từ nó có thông dụng hay không. Ở đây rất là kỳ quặc khi mà nó ghi là chữ con mèo chỉ thông dụng 3 trên 5 thôi. Sha. Đó, sha, âm A nhá, âm sờ và âm A rất là đơn giản. Sha. Ta cùng nghe lại này. Lác luôn. À, ok, cái này đúng rồi thì không được nghe lại nữa mọi người ạ. Ok, con người như vậy chúng ta nhìn hình vào đây, chúng ta sẽ thấy được là một ông kiểu Ả Rập ấy, Arab, Arab. Đó, đây chúng ta cùng ôn lại nhá. Cậu bé là gì hả mọi người? Ok. Le garçon. Ở đây thì chúng ta sẽ nhìn đây, âm h tức là âm h ấy, chữ h ở trong tiếng Pháp không phát âm. Nên chúng ta sẽ nối luôn chữ l và chữ om. Om.
Chữ ơ ở cuối thì nó kiểu như dài ra, nó không phát âm chữ là âm ơ. Chữ e phát âm ở trong tiếng Pháp là âm ơ, nhưng mà om 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 Lòm. ở đây là nó thêm chữ l nữa, nó thành lòm lòm. Chúng ta cùng nghe lại nhé, lòm Lòm. đó. Thì chúng ta có thể vào đây để chúng ta biết được cái phiên âm của nó. Rất là hay, cái từ điển này mình thích là bởi vì, nhưng mà mình bắt đầu ghét nó rồi đấy. Gì mà khó vậy? Lòm. Ở đây thì nó chỉ om mà thôi. Để âm om. Đó, hai âm này rất là dễ. Om. Om. Ở đây nó thêm như là mình nói lơ la, lê, l apostrophe là l phẩy ấy, thì nó là mạo từ xác định nên là lòm. Ok, quan này từ này khó này mọi người ạ. Nhưng mà chúng ta cùng ôn lại con mèo là gì mọi người. Mọi người phát âm nhá. Học cái này mà không phát âm, chỉ có ấn vào để cho qua bài ấy, thì mọi người sẽ không học được nhiều đâu. Nên là mọi người phát âm nhá. Phát âm lên. Cái này là gì nhỉ? Lơ gì nhỉ? Lơ sha. T không đọc nhá. Sha. Le chat. Đó, lơ sha. Đây là gì nhỉ? Người đàn ông là gì nhỉ? Om. Nối thêm cái mạo từ đằng trước thành lom. Lom. L'homme. Đó. Ui, giọng con trai luôn. Lom, lơ sha. Đây rất là khó đó, mọi người nghe trước nhé. Nó chỉ ở âm thôi, âm A. Âm này là một âm nó ở giữa âm Anh và âm Ong. Rất là mọi người sẽ hay đọc nửa nửa âm Anh và nửa âm Ong. Ong. Nó dài hơn, nó như kiểu như một nửa âm Anh, một nửa âm Ong ấy. Đấy, đây mới là âm Ong nhá. Ở N à. Đây, đây là chữ A ngã này, phiên âm đó là âm on on on. Đó. Đây. Anh này là số 1. Đây, nghiên cứu rất là kỹ nhá. Âm A khác nhau này. Kia là âm on, đây là âm A. A dài ra. Đây cũng là một âm mũi giống kiểu âm ông ấy. Nên là âm A. A. À, rồi nghe lại nhá. Le chat. Nghe lại này, bởi nó bật rất là nhanh. Nó chỉ là, Un. đó, lại nhá. Le chat. Un. Đó, à. Mọi người phát âm được chưa nhỉ? Hơi khó nhá. Đây là âm mũi, mọi người thể nghiên cứu hơn về âm mũi. Sau đó phát âm các âm như này là các âm mũi này. Âm ai, âm ong. Âm ong, âm ong, đó. Đây là các cái âm mũi nhá. Ok mọi người. Đó. À, chắc chắn đúng rồi, có hình ảnh đây rồi. Un homme. Nhanh thế. Un Thì ở homme. ok, ở đây nó là một người đàn ông, nhưng mà đây nó dùng là một người đàn ông rồi đúng không mọi người? Một người đàn ông rồi thì người ta sẽ không nói là one man nhá, mà người ta sẽ nói là a man, bởi vì là an này mình viết ở đây, anh này ngoài có nghĩa là số 1. Anh thì là có nghĩa là một, thì nó còn là một cái gọi là mạo từ không xác định nữa. Nó nghĩa là ơ nữa, ơ ân nữa. Ok, A ngoài là số 1 thì có nghĩa là ơ ân nữa, mà tôi không xác định. Mọi người di chuột vào đây, hoặc là ở trên giao diện app ấy, tức là ứng dụng ở trên điện thoại, thì mọi người chỉ cần chạm tay vào nó sẽ phát âm cho mọi người là A và dịch cho mọi người luôn. Đó có thể là ơ, one hoặc any. Đó, ơ, boy à, om, man nhé, om. Đó. Ở đây mọi người có thể viết được vào đây thì sẽ nhớ hơn rất là nhiều này. Đấy chính là, mai sau có thể viết, phải viết tiếng Pháp ấy. Ok rồi nhá. Đó. Mày dắt phòng mình xong rồi. Hiện tại mình không ở Việt Nam mọi người ạ. Ok, nó bảo là đã được xong 5 bài rồi. Un chat et un homme. Chat. Un chat et un homme. Đó là gì mọi người ạ? Ồ không, ở đây cho dễ. Đó chính là một con Chat mèo et. và một người đàn ông. Chữ E là một từ mới nên là nó bôi màu da cam vào. Mọi người chỉ cần di chuột qua hoặc là chạm tay vào cái này thì nó sẽ ra cái mạng và mọi người nhé. Là một con mèo. Cat and
Mẹ. Anh sa e anh nom. Ở đây chữ Ờ. không có chữ om này, chữ s bị câm, coi như là bỏ chữ s đi thì nó sẽ phải nối âm với chữ n. Thế nên người ta sẽ thành anh nom. Anh Sa. sa e anh nom. Anh sa e anh nom. Un chat et un homme. Đó, anh sa e anh nom. Anh sa e anh nom. Đó, mọi người nói từ từ dài ra nhá, từ sa lom đến anh sa đến anh nom và bây giờ đến e nhá. E rất là dễ, e là và dễ. Âm ơ và âm t đó thì là và, e là và. Ok, chính xác rồi, được 6 bài rồi. Sa. What do you hear? Bạn nghe thấy gì? Ồ, ok. Sa. Sha, sha có nghĩa là gì hả mọi người? Ok, chính xác là con mèo nhá. Một con mèo là gì mọi người? Ở trên màn hình đấy. À, sha. Một con mèo mà đã được nhắc tới trước đó, tức là dùng mạo từ xác định thì là gì hả mọi người? L sha. Đó, cái đầu tiên đấy, đầu tiên. L sha. Sa. Sha. Ok. Chọn nghĩa đúng. A man. Ok. Người đàn ông. Người đàn ông thì mọi người nhớ là gì chưa nhỉ? A nom. Mọi người phát âm luôn thì nó mới quen nhá. A nom. Hai từ này là hai từ mới, chúng ta chưa cần phải nhồi nhét. Đây có nghĩa là con chó. Đây là một cái bánh sừng bò rất là nổi tiếng, ăn rất là ngon, ăn đúng chuẩn thì ngon cực luôn mọi người ạ. A nom. Người đàn ông nhá, phải phát âm luôn chứ đừng có ấn vào để chạy theo thành tích. Học là để cho nó ghi nhớ luôn, nó sẽ lặp đi lặp lại và những cái lỗi nào mọi người bị sai thì nó sẽ cho làm lại. Ừ. Ok, đây là số 1 nhá, mình sẽ cho mọi người nghe lại. Ừ. Ok. Ừ. Đó. Ừ. Mọi người đã biết rồi, nó cũng hiện trên màn hình của mình rất dễ. À, người đàn ông, một người đàn ông và một con mèo. Đó, chúng ta sẽ xem ở đây. Người đàn ông thì sẽ là 2 và 3 thì sẽ đứng đầu đúng không? Một con mèo. Cái này làm sao mà biết được cái gì đúng không? Chưa học được. Đấy. Đó là con ngựa. Mà chúng ta cứ tiếp phần 2 xem. Đây là anh nom e anh sa. Phát âm nhá. Phát âm nào. A nối nom e a sa. Đó. Un homme et un garçon. Ở đây nối âm mọi người ạ, đây nối âm nên mọi người sẽ thành anh nom e anh garçon. Anh nom e bình thường là anh nom mà e đó, nhưng mà người ta sẽ nối, người ta khép hai cái chữ om và e là chữ ơ, khép lại với nhau thành anh nom e anh nom e anh garçon. Anh nom e anh garçon. Un homme et un garçon. Đó, anh nom e anh garçon. Mọi người đến đây rồi thì cho mình một like nhá, thôi một like giúp mình với, một share. Share được thì tốt, share về mọi người học, truyền bá được cái niềm vui thích thú học một ngoại ngữ mới cho những người khác. Đây là một tiếng Pháp rất là hay. Còn đó là một cái nút đăng ký nhá. Mình đang muốn cố gắng được 100.000 sub mọi người ạ. Mà bây giờ mình có 100 sub. Để cố gắng được 100.000 sub để lấy được cái nút bạc YouTube cũng là một cái động lực luôn. Chúng ta quay lại bài học nào, đấy là người đàn ông và một Garçon. cậu bé. Ok. Thôi. Rất là cơ bản cho các bạn nào đã biết tiếng Anh rồi, các bạn có thể học được song ngữ luôn. Các bạn nên nhớ là giao diện tiếng Việt không học tiếng Pháp nhé. Nhiều bạn đã bảo mở ra không có, giao diện tiếng Việt chỉ có học tiếng Anh thôi. A boy, cậu bé, un garçon. Ok, chính xác. Cái bên trên cùng là gì nhỉ? Một người đàn ông nhá. Cái cuối là gì nhỉ? Két két két, con mèo. Chat. Un garçon, un garçon. Un chat et un garçon. Cái này hơi khó hơn này. Nên là nói và mình sẽ phải viết lại. Đó, thì mình sẽ làm cả hai cái cho mọi người nhá. Un chat et un garçon. Mình nghe nhỉ? Chậm hơn thì sẽ ở đây này. Un chat et un garçon. Đó, thì chúng ta sẽ thử nhá. Là Un chat et un garçon. ra nghe này. Un chat et un garçon. Nghe chậm. Un chat et un garçon. Rồi, đó, ok, ta thể dùng cái này. Chúng
Đây nhé. Un chat et un garçon. Đó, chúng ta thể viết ra cho nhớ. Đây âm C không có. Đó. Un chat et un garçon. Rất quên, mọi người có thể vào đây để tra nhé, có thể tra cùng Google Translate là được rồi. Còn cái này để lấy phiên âm thôi, trong Colang Dictionary này để lấy phiên âm. Tiếp tục nào, cố lên, sắp hết rồi. Hết một bài thôi nhá, chúng ta phải dành 20 phút, chúng ta rất là dài đấy mọi người ạ. Ok. Cat and man. Ờ, đây mọi người chú ý nhá, đây riêng là chúng ta chưa học, chúng ta chưa biết. Shutter có vẻ như là giống con mèo đấy, nhưng mà không phải. Con mèo cái nhá. Đây là sha. An sha, chúng ta có thể loại trừ và biết được phương án 3, nhưng mà để cụ thể hơn thì chúng ta là anime là e ai nom. E ai nom. An sha e ai nom. Mình đọc chậm như thế bây giờ các bạn thể nối âm. An sha te ai nom. An sha te ai nom. Ok mọi người. Chính xác. Rất là may mắn đấy. A boy and a cat. Ok. Un garçon e un chat. Ok chưa mọi người? Tức là lặp đi lặp lại những cái này dễ, mình sẽ qua luôn. Un garçon e un chat. Đó, mọi người phải phát âm nhá, luôn luôn phát âm. Ok, khó hơn một chút này, chúng ta sẽ hai bài cuối rất là khó. Ở đây thì chính là con mèo và một cậu bé. Thì nếu như mọi người không biết thì mọi người có thể ấn cái di tay vào đây. Đó, mọi người có thể di tay vào đây là sẽ biết được nhá. Đó thì con mèo là gì nhỉ? Một chữ số 1 mà mình đã nói trên màn hình rồi. Ok cho mọi người, anh sát. Và là gì nhỉ? Là e. Một cậu bé là ai? Garçon. Có âm C đấy hơi khó thì mình sẽ mượn ở đây. Đó, người ta biết mình không thể viết được dấu này rồi, phải có một cái phần mềm riêng để viết được chữ tiếng Pháp để nó cho các dấu ở đây nên mọi người thoải mái yên tâm. Anh sát e anh garçon. Ok. Và bài đến bài cuối cùng rồi nào. Đấy là một người đàn ông và một cậu bé. Ồ, một người đàn ông, một cậu bé. Thì sẽ là mọi người chú ý nhé, mọi người đừng nhầm với lom mà. Lom mà thì nó lại là một người đàn ông đã xác định từ trước rồi. Đây là mạo từ không xác định. Nên là ơ, như mọi người đã thấy mình viết trên màn hình thì nó chính là a. Un nom e a garçon. Nó mới a garçon mà chúng ta sẽ đọc để nối âm này. Ở đây không có gì nữa âm được là anh và om thì thành anh nom, chữ m với chữ e thì sẽ là anome anh garçon, anome anh garçon. Đó, chúng ta nói thế nhá, quen với cả cái tốc độ đi, mai sau nghe cho dễ. Anome anh garçon, anome anh garçon. Đó, ok, chúng ta đã kết thúc parfait, đã kết thúc bài này rồi. Ok, cảm ơn mọi người thì từ clip sau mình sẽ cố gắng có thể được livestream với tất cả mọi người. Livestream với mọi người nhá. Ok, cảm ơn. Chúng ta đã hoàn thành xong bài đầu tiên rồi. Không biết là nó sẽ hiện ra cái gì đây. Ok, đây chỉ là 35 XP thôi, kiểu experience ấy. Experience là cái điểm kinh nghiệm của mình, như một cái điểm mà chúng ta hoàn thành này thì nó mới hoàn tất được với cả mục tiêu hàng ngày của chúng ta. Ok, cảm ơn mọi người. Sẽ có các clip về sau nhé. Mình vẫn hứa là sẽ livestream cho mọi người nhé.